Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian XTC SL2, một dòng model xe xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Và xe thì trang bị một cái bộ cấu hình rất là chất lượng của dòng Shimano. Đây là bộ Shimano SLX với 10 lít 3 đĩa, đùi đĩa trục rỗng Shimano và giảm sóc hơi đến từ rốc sốc. Thì một cái model xe mà rất ít khi em cũng rất ít khi nhập được những cái model xe này. Một chiếc xe rất là chất lượng đến từ thương hiệu Gian, thương hiệu đã rất là quen thuộc với các bác sử dụng xe đạp, thương hiệu quốc dân tại thị trường Việt Nam rồi. Đấy, được sử dụng bộ công nghệ nhôm Alloy SL, công nghệ nhôm siêu nhẹ của Gian. Và công nghệ Alloy đã giúp Gian đạt cái thành tích hãng xe đạp sản xuất xe không nhôm tốt nhất thế giới hiện nay. Và đây là một cái model XTC, một cái model SL2 các bác nhé. Model này là model xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đấy, và cũng như là rất ít khi em nhập được chiếc xe này. Và mỗi lần nhập về mà lên ấy thì các bác chốt rất là nhanh. Cấu hình xe rất là chất lượng, bộ full bộ Shimano SLX, tay phanh dầu Shimano, tay phanh dầu Shimano giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Rockshox, một thương hiệu sản xuất phuộc của Mỹ, rất là tốt trên thị trường hiện nay. Đây, giảm sóc hơi, bơm hơi đây, vác bơm hơi. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái luôn thôi nhé, rất tiện lợi đây. Khóa vào, mở ra. Mayer rồi vành nguyên bản theo xe các bác nhé. Mayer này là Mayer đặc trưng của Gian. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng thể biết được bộ Mayer đặc trưng này. Vành Gian, vành 26 sử dụng bộ lốp Maxxip. Bản lốp là 2.10 đây. Cái bản lốp, một cái bản lốp rất là rộng. Để tôn được dáng xe lên rất là đẹp. Trên khung cũng có tem luôn thôi nhé, Made in Taiwan này. Đấy, thì những cái bản quốc tế nó có tem này các bác nhé. Bộ cấu hình Shimano SLX từ đề đây đến gạt đĩa, gạt đĩa DOG các bạn, xin lỗi các bạn, gạt đĩa DOG, đĩa DOG rồi à, đề sau SLX nguyên zin của nó là như thế các bạn nhé, nguyên zin của nó là đề sau SLX gạt đĩa trước DOG các bạn nhé. Đùi đạp trục rỗng Shimano 10 tầng lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Dàn bánh Mayer trước cũng là nguyên bản nguyên zin theo xe. Thì là toàn bộ chiếc xe này là zin hết 100% các bác nhé. Tất cả phụ tùng các thứ đều zin hết 100%. Các bác sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm.
từ khóa yên tới tâm cụ phốt là 56 cm. Thì size xe là size M, size M, size trung bình cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Coi chuyển động SLX gầy tầng lít, 3 tầng đĩa. Chuyển động rất mượt mà. Cái bộ cấu hình này là rất là cao cấp của dòng Shimano rồi. SLX nó trên DOG, nó phải sau XT này. Thì một chiếc xe đạp gian XTC phiên bản quốc tế đang được bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 11.800.000. Cái mức giá rất là hợp lý để cho các bác có thể là sở hữu một chiếc xe đạp rất là ngon như thế này. Cấu hình cao rồi giảm sóc hơi, phanh dầu. 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của Nebo lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.